kênh YouTube Ai Thích Gì Xem Đó. Xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc tất cả mọi người một ngày mới được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trong mọi công việc. Hôm nay em có mặt tại thành phố Bạc Liêu. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một ngôi chùa nữa, là ngôi chùa được có tên là chùa Giác Hoa, được tọa lạc tại trên đường quốc lộ 1A. Ngôi chùa được tọa lạc tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm của thành phố Bạc Liêu là 7 km. Gió quá nên em dụm cái nón lại cho đừng có bay nha cả nhà. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho cả nhà ngôi chùa khi mà có dịp đến Bạc Liêu này để mà ghé, để mà viếng chùa mà bái Phật. Nếu mà cả nhà xem video có thấy ý nghĩa, có yêu mến kênh, có thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà, và chia sẻ nha cả nhà. Bây giờ em sẽ mời cả nhà mình đi vào phía bên trong chùa nha cả nhà. Nắng mà gió. Đây là trước cổng chùa cả nhà. Hai bên bức tường có những bức phù điêu đắp nổi sơn vàng của hình của Đức Phật A Di Đà. Và khi mình vào phía bên trong khuôn viên chùa nè cả nhà, những cái bức tường chùa ở ngoài, mặt ngoài thì khắc hình Đức Phật A Di Đà, phía trong thì được đắp nổi những bức phù điêu của Bồ Tát Quan Thế Âm trong các tư thế khác nhau á. Theo như mình biết là 33 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm á cả nhà. Và kế tiếp là có tôn pho tượng của Đức Phật Di Lặc rất là to lớn, ngồi Phật Di Lặc á, còn được gọi là Phật cười, Phật hạnh phúc, mang tài lộc và niềm vui may mắn đến cho tất cả mọi người. Cái bụng lớn năng dung những điều khó xả, miệng cười là hỷ xả những điều của thế gian. Đó, Phật cười xòe bàn tay rất là hoan hỷ nha cả nhà. Giờ em sẽ tiếp tục và chia sẻ với cả nhà mình điểm tiếp theo nha. Khi mình đi tiếp theo ở trong khuôn viên chùa đó, phía sân nè, đây cũng có một cánh cửa mình nhìn ra bờ sông nha cả nhà. Chỗ này là để phóng sanh cá cả nhà. Đó. Đó, gió rất là mát mà bay, em sợ bay nón nên vịn lại. Khi mình vào phía bên trong chùa đó thì có một Quan Âm Cát, thờ pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm trong tư thế đứng. Mình sẽ di chuyển tới điểm tiếp theo á, là có một đài tượng thờ Phật Thích Ca trong tư thế thiền định, sơn hoàn toàn màu vàng, được gọi là Bồ Đề Phật Cảnh. Phía sau là có cây Bồ Đề rất là lớn cả nhà. Và em sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo là nơi thờ Điện Địa Tạng, có một pho tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tư thế đứng cả nhà. Địa Tạng Vương Bồ Tát có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kính đáo như kho tàng vô tận, bí mật. Ngài mặc áo cà sa đỏ, đầu đội mão tỳ lưu, tay phải cầm tích trượng và tay trái cầm viên minh châu sáng rực. Ngài thường được thờ bên trong chánh điện, hoặc bên phải Đức Phật Thích Ca, hoặc nơi nhà thờ các vong linh, tượng Ngài đứng trên tòa sen, hoặc là có lúc mà có tượng sẽ cũng ngồi trên con kỳ lân. Ngài trong này tư thế đứng với dáng vẻ oai nghiêm, từ bi. Vào ngày tháng 7 âm lịch thì người ta thường tụng kinh Địa Tạng để siêu độ cho vong linh. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh ở dưới địa ngục. Hạnh nguyện của Ngài là cứu độ chúng sinh và dẫn dắt hương linh của chúng sinh sau khi qua đời thoát khỏi u minh để về với ánh sáng của Phật Pháp.
Bây giờ em sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo mà cả nhà đi theo em nha. Và phía đây là chánh điện nha cả nhà. Và phía từ đối diện với lại đối xứng của chánh điện á, thì có một bia đá để ghi lịch sử của tiểu sử bà Giác Hoa, hay còn được gọi là cô Hai Ngó, là người sáng lập chùa Giác Hoa và thành lập cơ sở Phật học ni đầu tiên ở Nam Bộ. Thế danh là Huỳnh Thị Ngó, pháp danh là Diệu Ngọc, pháp tự là Hồng Nga, tên thường gọi là cô Hai Ngó hoặc là sư bà Giác Hoa. Tông phái đời thứ 40 dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ, năm sinh năm Ất Dậu, năm 1885, nơi sinh làng Châu Thới, Tống Thạnh An, lúc bấy giờ thuộc hạt Sóc Trăng, nay thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Xuất gia năm Kỷ Mùi năm 1919, thọ giới cụ túc năm Ất Sửu năm 1925, bổn sư Hòa Thượng Chí Thành Như Hiển, viên tịch ngày 24 tháng 4 năm Tân Mão, nhằm ngày 29 tháng 5 năm 1951 tại chùa Giác Hoa, trụ thế 66 năm, hạ lạp 32 lần. Tháp mộ được an trí tại chùa Giác Hoa, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Xuất thân cô Hai Ngó là con gái lớn trưởng nữ của ông Huỳnh Giang Hiệp và bà Nguyễn Thị Kiểu, người địa phương gọi theo thứ tự gia đình người miền Nam là cô Hai. Cha mẹ của cô đều là những người lao động nghèo ở làng Châu Thới. Thời gian sau, nhờ duyên may làm ăn phát đạt, trở nên giàu có. Lúc ông có nhiều điền sản, người địa phương ở đây gọi ông là chủ chá, tên gọi theo âm Triều Châu. Hai ông bà Huỳnh Giang Hiệp có tất cả 4 người con, 2 gái và 2 trai. Trong 4 anh chị em thì cô Hai Ngó được sinh ra từ lúc gia đình còn bần hàn, đã chứng kiến cái cảnh mua bán đi sớm về khuya của cha và cái cảnh cầm sào đội nắng đội mưa để giữ từng bầy vịt của mẹ, nên cô rất thông cảm với cuộc sống của người lao động. Cô luôn hòa nhã, thương yêu, giúp đỡ mọi người. Tuy giàu sang nhưng cô chỉ thích cuộc sống đạm bạc, đơn giản, không thích chỗ đông người. Có một điều đặc biệt là cô chỉ thích ăn rau quả hơn là thịt cá. Cha mẹ cũng chiều theo sở thích ăn uống của cô. Đầu năm 1914, cô Hai vâng lệnh cha mẹ lập gia đình. Người bạn đời của cô có tên là Thái Kim Chiêu, cũng là người cùng xóm. Hai người được cha mẹ cho ra riêng với một ngôi nhà khá khang trang tại Kinh Thầy Bang ở xã Châu Thới. Cuộc sống gia đình cô lúc đầu rất hạnh phúc, nhưng chỉ hơn 1 năm thì ông Thái Kim Chiêu bị tai nạn mất sớm. Đứa con đầu lòng của cô chưa đầy tuổi cũng bị bạo bệnh qua đời. Cô Hai lần lượt chứng kiến cảnh mất người thân, đau thấu tâm can. Càng nghĩ, cô càng thấy cuộc đời nhiều đau khổ, chỉ là ảo ảnh phù hoa, vạn vật vô thường, của cải tiền tài không thể là cứu cánh, nên cuối cùng cô đã tìm vào cửa Phật. Và sự nghiệp do duyên may khi xui khiến, vào năm 1915, cô đã thọ tam quy ngũ giới với Hòa Thượng Chí Thành, trụ trì chùa Phi Lai, Châu Đốc. Một người rất tinh thông Phật học thuộc thiền phái Lâm Tế, thường gọi là Tổ Phi Lai, cô Hai được thầy pháp danh là Diệu Ngọc. Hòa Thượng đã hướng dẫn cô cách tu tại gia, nhất là những việc làm bố thí, cúng tế xã hội. Từ đó cô theo lời dạy, không chỉ tụng niệm Phật ở nhà mà còn luôn ủng hộ nghèo bị lũ lụt các vùng An Giang, Châu Đốc. Số gạo cứu tế có lần đến hàng chục tấn. Vào tháng 3 năm 1919 Kỷ Mùi, cô Hai Ngó do một phát tâm lớn đã làm đơn xin phép chính quyền Sóc Trăng để xây dựng một ngôi chùa ở tại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Đơn của cô đã được nhà nước Pháp phê chuẩn vào ngày 10 tháng 3 năm 1919. Sau khi được chấp thuận, cô liền tiến hành việc xây cất chùa. Đây là một ngôi đại tự mang màu sắc của hai nền văn hóa Đông và Tây, hội tụ cả những đường nét kim cổ, một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh thật tuyệt vời. Đó là chùa Giác Hoa còn tồn tại đến nay. Cũng trong năm này, năm 1919, cô Hai đã xin phép Hòa Thượng bổn sư cho cô xuất gia. Tính theo truyền thuyết, truyền thừa của thiền phái Lâm Tế Gia Phổ, cô thuộc hàng chữ Hồng đời thứ 40. Cô được thầy đặt pháp tự là Hồng Nga. Thời điểm này cô chưa thọ đại giới, nhưng Tổ Phi Lai vẫn cho phép cô về chùa Giác Hoa quản lý và tiếp tục
công việc xây dựng. Mặc dù cuộc sống đời tu hành, nhưng cô hai ngó luôn tham gia những thực hiện xã hội. Cô còn xây dựng thêm ngôi chùa Châu Viên năm 1923 ở ấp Công Điền và ngôi chùa Long Châu năm 1930 ở ấp Bà Chăng. Năm 1925, cô hai được thọ giới cụ túc tại chùa Phi Lai, tổ Phi Lai làm hòa thượng đàn đầu. Đến năm 1927, cô hai đã thỉnh các hòa thượng Chí Thành, Khánh An, Khánh Hòa, Huệ Viên v.v. về chùa Giác Hoa để chứng dự và giảng pháp khóa an cư kiết hạ. Khóa an cư năm đó có trên 100 ni chúng đến tu học. Đến năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi hủ gạo nuôi quân của Hồ Chủ tịch, cô hai đã ủng hộ cho cách mạng 2.000 giả lúa. Số lúa này được ông Dương Kỳ Hiệp và ông Ngô Sang Trung Hai Tý, thư ký hành chính tỉnh Bạc Liêu ký nhận. Năm 1946, giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta. Chúng tiến hành đàn áp khủng bố dã man đối với phong trào đấu tranh cách mạng và những người bị tình nghi Việt Minh. Trong thời điểm này, chùa Giác Hoa chính là nơi trú ẩn an toàn nhất cho những người bị nạn. Cô hai nhờ vào uy tín của mình đã cứu sống và giúp đỡ cho hàng trăm người được an toàn. Ngày 24 tháng 4 năm Tân Mão nhằm ngày 29 tháng 5 năm 1951, cô hai đã xả báo thân nhẹ nhàng về cõi Phật. Trước khi viên tịch, người đã chọn một vị đồng môn huynh đệ có tài, có đức để thừa kế chủ trì Giác Hoa, đó là cô Sáu Tọa, pháp danh Diệu Ngọc, tự Hồng Dung, lúc bấy giờ đang giữ chức thủ tọa của chùa. Ngoài ra còn một bản di chúc, trong đó cô hai ghi lại là những điều cần thiết có liên quan tới chùa Giác Hoa. Giờ em sẽ di chuyển vào bên trong chánh điện để mà chia sẻ đến cho cả nhà nha. Để em mở dài ra. Khi trước khi mình bước vào bên trong chánh điện á, phía hai bên á, tả hữu á, bên trái thì có pho tượng của ông Tiêu Diện đại sĩ hộ pháp, hay còn gọi là Tiêu Diện Diêm Vương nha cả nhà. Sơn màu vàng. Và đây cánh cửa của chùa với chất liệu toàn là bằng gỗ, có điêu khắc những hình mai, tùng, trúc, hạt, hoa sen, hoa cúc. Và phía bên đây thì cũng có tôn tượng của Ngài Vi Đà Hộ Pháp với chất liệu cũng sơn màu vàng. Ngài có biệt danh là nhanh như chớp, nhanh hơn cả gió. Hai vị hộ pháp thường ở trước ngoài cổng chùa là để bảo vệ cho Phật Pháp. Và em sẽ di chuyển vào phía bên trong cả nhà. Khi mình di chuyển vào phía bên trong thì hai bên là có giá trống và giá chuông. Và khi mình vào phía bên trong chánh điện thì có kiến trúc những thân cột hoàn toàn là bằng gỗ nha cả nhà, được khắc hình rồng uốn lượn vân mây. Ở dưới phần của chân cột có những cái đế được làm bằng đá để mà kê chân cột, và cũng có những bức hoành phi và bao lam, mái ngói. Và chánh điện rất là trang nghiêm. Và phía trên thì có tôn ba pho tượng của Đức Phật Thích Ca ở phía chính giữa, và hai bên là có hai vị Bồ Tát được gọi là Thích Ca Tam Thánh cả nhà. Và phía dưới có những bức hình của các vị Bồ Tát được sơn hoàn toàn vàng. Và phía dưới cũng có bảy pho tượng của Thất Phật Dược Sư. Và phía bên trái có một bàn thờ tôn pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và phía hai bên là có hai vị đó là Ngọc Nữ và Thiện Tài Đồng Tử, cũng được sơn màu vàng.
Và phía bên phải thì có một gian thờ, thờ bàn thờ của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tư thế ngồi, tay cầm cây tích trượng và tay trái cầm viên minh châu sáng rực. Và đứng hầu ở hai bên là hai vị tôn giả Đại Minh, là trong hình tướng của một vị sư trẻ. Và một tượng nữa là trưởng giả Mẫn Công, trong hình tướng của một ông lão. Hai vị này là hai cha con thường nhắc đến nhiều trong sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và phía dưới có một con kỳ lân, để mà trong hình tướng ngài cưỡi trên con kỳ lân. Và mình là sẽ di chuyển ra về phía sau nha cả nhà. Và phía sau lưng vách của chánh điện mà nơi thờ Phật á, là có ba bức phù điêu đắp nổi á, của ba hình pho tượng Tam Thánh Phật, Đức Phật A Di Đà ở chính giữa. Phía bên tay trái là Đại Thế Chí Bồ Tát, và phía bên tay phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, là Tam Thánh Tây Phương Cực Lạc nha cả nhà, Tam Thánh Phật. Và ở phía sau còn có sân thiền tĩnh được cân bằng mà ánh sáng giúp cho lưu thông không khí cả nhà. Nếu mà mình nói về mặt sức khỏe phong thủy tốt cho gia chủ. Và mình sẽ di chuyển ra phía sau là nhà thờ tổ nha cả nhà. Ở nơi đây cũng có thờ những hương linh. Phía sau đây là hậu tổ, có thờ một bàn thờ tổ của Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Ma Sư Tổ và vị cô Hai Ngó đó, pho tượng đó mà người sáng lập ra ngôi chùa cả nhà. Chùa mình đây á, thì có kiến trúc á, kết hợp giữa Đông Tây và truyền thống đó nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ mời cả nhà di chuyển ra ngoài cả nhà. Và ở đây là chai đường nha cả nhà. Phía sau chánh điện nè, có một khuôn viên hồ nước đó, có hình những chú hạc. Ở đây chùa có ghi dòng chữ là quý Phật tử được dùng cơm, lấy cơm và thức ăn vừa đủ ăn, xin cảm ơn. Và tiếp theo ở đây là một đài tượng được tôn pho tượng của Đức Phật Dược Sư với chiều cao là 44 mét, an vị vào tháng 10 năm 2022. Nếu mà tính tượng Phật Dược Sư chưa có tính đế thì có chiều cao là 33 mét. Nếu mà mình tính luôn cái phần đế thì mới là có chiều cao 44 mét như cả nhà. Mà trong tư thế tượng thì Phật Dược Sư cầm một cái bình thuốc. Và chùa mình cả nhà được thành lập từ tháng 3 năm 1919 và trùng tu năm 2011 nha cả nhà. Tính theo cái chùa mình được 104 niên đại. Chùa mình là xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 20. Phía trước nãy là chánh điện, phía sau là sân thiên tĩnh và các nhà hậu tổ thời gia tiên. Và phía hai bên á, thì có rất nhiều là pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm.
Phật Di Lặc. Phật Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phía bên đây là pho tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, có tên gọi khác là Diệu Đức, có nghĩa là mọi đức đều trong tay, biểu tượng Ngài là ngồi trên sư tử. Tay phải cầm một lưỡi gươm vươn lên khỏi đầu và tay trái thường cầm quyển kinh Bát Nhã, mình mặc giáp. Ngài có 25 hạnh nguyện để cứu độ chúng sanh, Ngài thị giả bên Đức Phật Thích Ca. Ngài là tượng trưng cho trí tuệ. Và phía bên phải thì cũng có một pho tượng của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, tượng trưng cho lý định hình, cưỡi voi trắng sáu ngà, thị giả hầu bên Đức Phật Thích Ca. Voi trắng tượng trưng cho vượt chướng ngại, sáu ngà là tượng trưng cho sự chiến thắng. Sáu căn tức là sáu giác quan khác nhau như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong Diệu Pháp Liên Hoa, kinh phẩm thứ 28 Phổ Hiền Bồ Tát thuyết pháp có nguyện với Phật về 500 năm sau, có ai thọ trì kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ cưỡi voi trắng đến hộ trì, không cho ma quỷ đến hại. Cái di chuyển tiếp theo nữa nha, phía bên cánh trái của nơi thờ tượng đài của Thức Phật Dược Sư thì bên gian trái có dân hàng văn hóa phẩm để về bán về kinh Phật giáo. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà di chuyển theo mình vào phía bên trong để mà bái Phật Thất Phật Dược Sư. Vào bên trong ở dưới tượng đài của Thất Phật Dược Sư thì phía ngoài trang trí những cái bình mà hồ lô mà để mà đựng thuốc của Thất Phật Dược Sư. Khi mình vào bên trong cả nhà thì mình một bàn thờ được tôn những pho tượng là 7 pho tượng của Đức Phật Dược Sư, hay còn gọi là Thất Phật Dược Sư. Phật Dược Sư thì thường là ban thuốc trị bệnh thân và tâm bệnh cho chúng sanh. Theo Phật giáo Mật Tông thường có 7 pho tượng của Đức Phật Dược Sư, hoặc là 8 Phật Dược Sư nếu mà cộng thêm Đức Phật Thích Ca hoặc Đức Phật A Di Đà. Mà ở đây 7 thì mình chỉ tính là Thất Phật Dược Sư thôi. Hạnh nguyện của các ngài thì đức tương đồng với nhau, giúp chúng sanh thoát khỏi bệnh khổ nghiệp chướng mà an vui. Phật Dược Sư có 12 đại nguyện cứu độ chúng sinh. Ngài tịnh ở cõi Lưu Ly phương Đông. Ngài thì thường là có hình tượng ngồi kiết già trên đài sen, tay cầm cái tháp dược sư cao 7 tầng, hoặc là cầm cái bát thuốc tượng trưng cho hạnh nguyện thầy thuốc của Ngài. 7 tượng Phật Dược Sư giống nhau là tượng trưng cho dược sư ở phương Đông. 7 văn hán ở bên Trung Quốc có 7 bộ kinh dược sư tương ứng với công đức bản nguyện của 7 vị Phật, gọi là kinh Thất Phật Dược Sư bản nguyện công đức. Phần nói về 6 Đức Phật Dược Sư là quyển thượng, về phần nói Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một quyển hạ. Tuy vậy khi truyền sang Việt Nam thì chỉ có một bộ bản nguyện công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai do Ngài Pháp Sư Huyền Trang mà dịch. Phật Dược Sư hay còn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật, Ngài tịnh ở thế giới trang nghiêm Lưu Ly Cực Lạc. Bổn nguyện của Ngài là trị bệnh phiền não về thân và tâm chúng sanh, cứu khổ chúng sanh ra khỏi khổ đau. Một tay cầm thuốc trị bệnh và một tay phải thì giữ ấn. Và phía bên sát vách tường thì cũng có những bức phù điêu đắp nổi của hình Phật Dược Sư rất nhiều, và các vị Ác Nể La Đại Tướng hóa thân của Ma Lợi Chi,
thần hộ mạng người tuổi Mùi là của những vị thần mà để hộ hộ mạng cho các vị có được tuổi gì đó nha cả nhà. Như vị này là Ba Di La đại tướng, hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Thìn. Và đây là Mê Suý La đại tướng, hóa thân của Phật Di Đà, thần hộ mạng người tuổi Dậu. Và vị Ma Hổ La đại tướng, hóa thân của Phật Dược Sư, thần hộ mạng người tuổi Mão. Và Cung Tỳ La đại tướng, hóa thân của Phật Di Lạc, thần hộ mạng người tuổi Hợi. Và pho tượng của Ngài Nhân Đạt La đại tướng, hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Tỵ. Và pho tượng của Phạt Chiết La đại tướng, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Tuất. Và pho tượng của Sang Để La đại tướng, hóa thân của Hư Không Tạng Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Ngọ. Và Tỳ Yết La đại tướng, hóa thân của Phật Thích Ca, người hộ mạng người tuổi Tý. Và Chân La đại tướng, hóa thân Phổ Hiền Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Dần. Và Chiêu Đỗ La đại tướng, hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Sửu. Và pho tượng của An Để La đại tướng, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Thân. Và phía dưới cũng có đắp nổi những bức phù điêu của thập nhị chi thần á, là 12 con giáp của 12 vị thần để mà hộ mạng đó nha cả nhà. Còn phía xung quanh ở dưới bàn thờ của Đức Phật Dược Sư á, thì có đắp nổi những hình hoa sen được sơn vàng hết, rất là ấn tượng. Trên cột cũng vậy, trên trần cũng có một cái đèn hình hoa sen được sơn vàng, rất là lộng lẫy và trang nghiêm. Đẹp mà trang nghiêm lắm cả nhà ơi. Cả nhà mình khi có dịp đến Bạc Liêu á, thì nên ghé chùa Giác Hoa để mà viếng chùa bái Phật. Chùa mình cũng dễ tìm lắm, tọa lạc á, đi trên đường quốc lộ 1A thì mình sẽ thấy. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà di chuyển đến điểm tiếp theo. Và hình ở trên đây là hình tượng của bà Bồ Tát Quan Thế Âm, là gọi là tượng bán thân Phật Quán Âm trên núi. Và phía đây cũng có hai cái bàn tay xè ra để mà tạo cho du khách chụp hình. Đây lên. Và làm những cái phong cảnh để cho mà khách hành hương đến chụp hình đó cả nhà. Rất là nhiều hoa văn tạo hình ảnh những cây cầu và có hình hai khuôn mặt á, giống như ở trong Đà Lạt á có cái hồ gì mình quên tên luôn rồi. Có hai mặt đau nhau á. Và những nhiều cây kiển hoa nè, tạo cảnh á, cho cả nhà mình đến để mà chụp hình, khách hành hương, Phật tử.
cả nhà ơi, theo như mình nghĩ chùa có tên á, chùa Giác Hoa, giác là giác ngộ, hoa là hoa sen. Nếu mà cả nhà mình á, có dịp đến Bạc Liêu này nên viếng ngôi chùa này ở trên đường quốc lộ 1A, mình cũng đi quay vòng vòng để mà chia sẻ đến cho cả nhà, để mà biết về ngôi chùa. Nếu mà cả nhà xem video á, có cảm thấy vui, thấy hay, thấy thích, yêu mến kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà, và chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem video và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.